Nói đến Chu Du, mọi người sẽ nghĩ ngay đến câu nói rất nổi tiếng: trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng? Nhiều người liên tưởng Chu Du với lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ hiện tại. Nhưng sự thật, Chu Du trong lịch sử có thực sự đố kỵ với Gia Cát Lượng như trong tiểu thuyết miêu tả hay không? Trời sinh Du, sao còn sinh Lượng? Câu nói khiến Chu Du bị hiểu nhầm ngàn năm. Trong Tam Quốc Chí có chép, Chu Du xuất thân từ một gia đình thế tộc lớn ở huyện Thư, quận Liêu Giang, An Huy ngày nay. Có thể nói là một đại gia tộc có sự nghiệp hiển hách. Bản thân Chu Du cũng được ca ngợi là bậc kỳ tài, có thân hình cường tráng, tuấn tú. Không chỉ vậy, còn văn hay, võ giỏi. Sử sách có chép, khi Chu Du ở tuổi thiếu thời đã tinh thông âm luật, chơi đàn rất hay. Cho dù sau khi uống ba chung rượu, người chơi nhạc chỉ chơi sai một tí, ông đều có thể nhận ra, đồng thời lập tức quay đầu nhìn người chơi sai rồi chỉ bảo. Do đó các cô gái chơi đàn vì muốn được ông để mắt đến, thường cố ý chơi sai nhạc phổ. Từ đó mà dân gian có lưu truyền câu: khúc nhạc nhầm, Chu Lang nhìn. Chu Du nho nhã, tinh thông âm luật, hơn nữa với việc đối nhân xử thế, khí độ cũng khác người bình thường. Khí độ phi phàm, cao nhã tột bậc. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Chu Du bị miêu tả là người lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ Gia Cát Lượng, liên tiếp nghĩ cách đưa Khổng Minh vào chỗ chết. Nhưng sự thật lịch sử là, cái gọi là Chu Du ganh ghét Khổng Minh, Khổng Minh ba lần chọc tức Chu Du, cho đến Chu Du cảm khái than: trời đã sinh Du, sao còn sinh ra Lượng? Xong rồi chết, tất cả hoàn toàn không tồn tại. Chu Du thực sự là người khí độ phi phàm, tấm lòng rộng mở, cao nhã tột bậc. Tam Quốc Chí ca ngợi Chu Du tính tình độ lượng rộng lớn, là người đại lượng, quả là bậc kỳ tài. Ông khiêm nhường, lễ ngộ hiền tài, rất được mọi người yêu kính. Gian biểu truyện có chép câu chuyện giữa Chu Du và đại tướng Trình Phổ, càng nói rõ hơn vấn đề này. Trình Phổ là lão thần Đông Ngô, đã theo Tôn Kiên vào Sinh Ra Tử, lập nhiều chiến công hiển hách. Trình Phổ thấy Chu Du gia thế hiển hách, thiếu niên đắc chí, trong lòng không vui, cho rằng Chu Du nhờ phúc ấm tổ tiên, do đó thường thể hiện tức giận khinh thường ngay trước mặt Chu Du, đồng thời nhiều lần sỉ nhục Chu Du. Thế mà Chu Du không hề tức giận, trái lại càng cung kính đối đãi với Trình Phổ, nhẫn nhịn vì quốc gia. Trình Phổ thấy vậy trong lòng cảm động, càng kính trọng Chu Du hơn, đồng thời nói với mọi người quanh mình rằng: kết giao với Chu Công Cẩn như uống mỹ tửu ngọt ngào, bất tri bất giác tự mình ngất ngay say Chu Du rồi. Có thể khiến cho lão tướng Trình Phổ cao ngạo khâm phục ca ngợi, đủ thấy lòng dạ rộng lớn, nhân cách đầy cuốn hút của Chu Du. Người như thế này làm sao có thể đố kỵ Gia Cát Lượng được? Trong lịch sử còn có Tưởng Cán Du Thuyết Giang Đông, không thể nói động đến Chu Du được. Trở về báo cáo với Tào Tháo, khen Chu Du cao nhã tột bậc, không thể dùng lời nói mà làm động tâm được. Có lần Lưu Bị đến Kinh Khẩu mượn Kinh Châu, đã cùng với Tôn Quyền nói về Chu Du, khen rằng văn võ thao lược, là anh hùng của vạn anh hùng. Ngoài ra, Chu Du còn cho Lưu Bị mượn 2.000 quân, đây quyết không thể là người lòng dạ hẹp hòi có thể làm được. Trong Dung Trai Tùy Bút của tác giả Hồng Mại, đời nhà Tống viết rằng: từ xưa đến nay, tướng soái thống lĩnh có không ít người có tính cao ngạo, đố kỵ ghen ghét với người tài giỏi hơn mình. Nhưng Tôn Ngô Tứ Anh Tướng, tức Chu Du, Lỗ Túc, Lữ Mông và Lục Tốn, quyết không phải người như vậy. Chu Du tận sức tiến cử Lỗ Túc, đây là một ví dụ điển hình. Hơn nữa trong tác phẩm Từ Khúc của đại văn hào đời Tống Tô Thức,
trong phần mở đầu bài viết, có thể khẳng định ít nhất ở đời Tống, hình tượng Chu Du vô cùng chính diện. Nhưng bắt đầu từ đời Nguyên, hình tượng Chu Du mới bị bóp méo, khiến hậu nhân hiểu lầm con người của ông. Không chỉ có khí độ bất phàm, mà tài năng quân sự của Chu Du lại càng phi phàm hơn. Đại chiến Xích Bích, Chu Lang hùng tài đại hiển. Mùa xuân năm 208, Chu Du dẫn đại quân chiếm lĩnh Giang Hạ. Tháng 9, đại quân Tào Tháo cũng đoạt được Kinh Châu. Quân đội Đông Ngô và quân Tào cùng dàn quân, một bên ở Giang Nam, một bên dàn quân Giang Bắc. Cuộc đại chiến diễn ra, Tào Tháo có hùng tâm nhất thống thiên hạ, dẫn đại quân 80 vạn, quyết chí thôn tính Đông Ngô. Đối diện với đại quân Tào Tháo áp sát biên giới, nội bộ Đông Ngô xuất hiện hai phái chủ hòa và chủ chiến. Phái chủ hòa cho rằng Tào Tháo danh chính ngôn thuận, hơn nữa sức mạnh quân sự cường thịnh, Đông Ngô sẽ không chống đỡ nổi một trận. Nhưng Chu Du ra sức chủ trương chống Tào, khác với Tam Quốc Diễn Nghĩa miêu tả Gia Cát Lượng khẩu chiến quần nho, và Chu Du bị trúng kế khích tướng của Gia Cát Lượng. Trong chính sử có chép, Chu Du dốc sức dẹp bàn tán của quần thần, đồng thời tiến hành phân tích sâu sắc tinh tế. Tiếp đến, chỉ ra quân Tào không giỏi thủy chiến, hơn nữa mùa đông giá lạnh, ngựa không lương thảo, binh sĩ xa xôi đến, không hợp thủy thổ, ắt sẽ sinh bệnh, mà đây là đại kỵ trong việc dụng binh. Ông còn nói với Tôn Quyền, quân Tào không đáng sợ, ông chỉ cần 5 vạn tinh binh là có thể đảm bảo giành chiến thắng. Tôn Quyền nghe xong vô cùng mừng rỡ nói, 5 vạn tinh binh nhất thời khó mà lo đủ, hiện nay chọn được 3 vạn, mời tướng quân và Tử Kính Trình Phổ đi nghênh địch. Chu Du lập tức được phong làm chủ soái tá đô đốc, dẫn quân ngực dòng Trường Giang lên phía Tây, chuẩn bị hợp quân với quân của Lưu Bị, cùng nhau đối phó với Tào Tháo. Chu Du dẫn 3 vạn quân thủy binh tự mình đi nghênh chiến đại quân 15 vạn của Tào Tháo, dùng 1-5 mà vẫn phá tan giặc Mạnh đương trong nói cười, khiến quân địch giặc kia khói diệt tro bay. Sử sách còn chép, sau khi Tôn Lưu hợp quân tương ngộ với quân tiên phong của quân Tào ở Xích Bích do Chu Du chỉ huy thích đáng, cộng thêm quân Tào binh sĩ không hợp thủy thổ, lại không quen thủy chiến, liên quân đã giành thắng lợi. Quân Tào tạm thời lui binh, sau đó quân Tào một mặt huấn luyện thủy binh, mặt khác giải quyết vấn đề quân bộ binh phương Bắc không quen thủy chiến, hạ lệnh dùng dây chảo thép cột các chiến hạm lại với nhau. Hoàng Cái liền kiến nghị với Chu Du rằng, quân Tàu hiện nay đã dùng dây chảo thép cột các chiến hạm với nhau, chúng ta có thể dùng hỏa công để đối phó với chúng. Chu Du cho rằng kế này rất hay, bèn để Hoàng Cái viết bức thư gửi Tào Tháo giả đầu hàng, đồng thời định ra thời gian đầu hàng. Tào Tháo xem xong thư, cho rằng ngay cả lão thần như Hoàng Cái còn muốn đầu hàng thì sẽ phá được Tôn Quyền trong ít ngày. Sau đó Chu Du chuẩn bị cho Hoàng Cái 10 chiếc chiến thuyền, trong thuyền chất đầy lưu huỳnh và cỏ khô, lau sậy tẩm dầu mỡ, phía trên dùng vải dầu che kín, mỗi chiếc chiến thuyền lại buộc phía sau một chiếc thuyền nhỏ cao tốc. Vào đêm hẹn đầu hàng, ông trời giúp sức, bỗng nhiên nổi trận gió đông nam, những chiếc thuyền giả hàng đến cách doanh trại quân Tàu còn khoảng 20 dặm. Hoàng Cái hạ lệnh các thuyền đồng thời châm lửa, sau đó nhảy lên các thuyền nhỏ cao tốc phía sau, chặt đứt dây thừng buộc với thuyền lửa, cuối cùng quân Tào đại bại, tử thương quá nữa. Chu Du là tổng chỉ huy trận Xích Bích, hùng tài đại hiển, đã giành được thắng lợi then chốt, giữ được đại nghiệp Đông Ngô, đồng thời tiến tâm, chấn động ba nước. Ngay cả Tào Tháo hiếm khi thua trận, sau khi về đến Hứa Đô cũng sầu rĩ mà than rằng, ta thua cũng không đến nỗi mất mặt, đủ thấy Tào Tháo từ nội tâm khen ngợi mưu lược Chu Du. Nhưng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Gia Cát Lượng thuyền cỏ mượn tên đăng đàn cầu gió lại không thấy có trong chính sử. Tuy tài năng nhưng Chu Du số mệnh không thọ. Năm 210, trên đường trở về Giang Lăng, Chu Du mắc trọng bệnh từ trần khi mới 36 tuổi. Tôn Quyền nghe tin vô cùng đau đớn khóc nói, công cẩn có tài phò tá vua mà bỗng nhiên đoán mệnh mà chết, sau này ta biết dựa vào ai đây?
Tôn Quyền đích thân mặc đồ tang làm lễ tang cho Chu Du, đồng thời đến Vu Hồ nghênh đón linh cữu Chu Du về mai táng ở đất Ngô. Năm 229, Tôn Quyền xưng đế. Sau khi xưng đế, Tôn Quyền lại nói với các công khanh rằng: ta không có Chu Công Cẩn thì không xứng đế như nay được. Ý nghĩa là nếu không có Chu Du, ông không thể nào lên làm hoàng đế được. Viên Hoằng đời Đông Tấn từng viết trong Tam Quốc Danh Thần tán tự rằng: Công Cẩn anh hùng hiển đạt, tâm sáng, kiến giải độc đáo và bậc kỳ tài trác việt, kỳ công xích bích rực rỡ. Chu Du tuy anh hùng nhưng yểu mệnh, nhưng dòng sông cuồn cuộn kia sẽ không quên Chu Lang năm xưa hùng tài đại hiển.